Xin chào bạn con. Thầy có nhận được một câu hỏi rất hay ho của một bạn. Bạn ấy nhờ thầy làm một cái video nói về cái trục đối xứng, tâm đối xứng của các chữ cái y hoa. À đúng rồi. Đây là cái bài tập mà ở lớp 6 khi bọn con học về phần hình học ấy, học về tâm đối xứng và trục đối xứng của các hình ấy, thì chúng ta có cái bài tập là người ta cho mấy cái chữ y hoa, người ta hỏi rằng trong các chữ cái này thì đâu là chữ cái mà có tâm đối xứng hay là đâu là chữ cái mà có trục đối xứng. Thế thì thầy đã làm ví dụ với vài chữ cái rồi và thầy đã giải thích rõ là tâm đối xứng là gì, trục đối xứng là gì rồi đúng không? Chúng ta đã hiểu hiểu phần đấy rồi, nhưng khi mà vận dụng vào bài tập, đặc biệt là với các chữ cái in hoa, thì chúng ta có phần bị lúng túng. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp với nhau cho nó kỹ. Thế thì ở đây cái chữ cái ấy, thì chúng ta sẽ chỉ xét in hoa thôi chứ không xét cái chữ viết thường nhá. Ví dụ như chữ A mà viết hoa ấy thì chúng ta sẽ thống nhất là dùng cái chữ A viết như thế này được không? Và xa hơn là trong phần máy tính nó có nhiều cái phông chữ kiểu như là người ta sẽ viết nó rất là đẹp và nó có cái bề dày, nó có cái hình khối chẳng hạn như thế này chẳng hạn. Đó, chúng ta sẽ dùng những chữ như thế này chứ không không viết thường như này đâu nhá. Đấy, không viết thường như thế này, không xét trường hợp như thế này mà chúng ta chỉ xét như thế này và như thế này được không? Là có trục đối xứng không, có tâm đối xứng không, đúng không nào? Và chúng ta chơi hẳn là bảng chữ cái luôn, bảng chữ cái tiếng Anh gồm 26 chữ cái nha, mở ngoặc 26 chữ cái, nhưng cũng không chơi cái chữ mà có dấu ở trên đâu nhá. Hay là có xét vài cái đi nhỉ, thôi cứ xét thêm cũng được nhá. Ok, tớ nói hay. Ví dụ chữ U đi, U viết như này đi, xong rồi chúng ta xét thêm cả chữ Ư đi. Mặc dù chúng ta biết chắc là chữ Ư là nó không có ok rồi, nó không có được, không có tâm đối xứng, không có trục đối xứng, tại vì nó thêm cái móc rồi mà, thì cái này loại rồi đúng không? Nhưng mà mình cứ viết vào được không? Vậy thì nó phải quá 26 chứ nhỉ? Chắc là sẽ quá 26 đấy, không phải 26 đâu. 26 là mình không xét chữ ư đâu đấy nhá. Nha, rồi thì ta ghi vào đây đi là lớn hơn 26 chữ cái. Rồi, ok, bắt đầu này, thì chép từ trên mạng ra cho nó chắc chắn nhá, đỡ bị nhầm lẫn. Đầu tiên là chữ A. Đầu tiên là chữ A. Đấy. Rồi đến chữ Á đi nhỉ. Mình chơi kiểu cả Anh cả Việt đi cho nó chính xác đi. Chữ Á. Á ok không? Chữ ớ. Đấy. Rồi đến chữ bờ. Nhưng mà chữ bờ này ấy, thì trong cái viết in hoa nó sẽ viết là bằng nhau. À, thì thầy viết bằng nhau cơ mà nhỉ? Thầy lại viết cái to cái nhỏ rồi đấy, là không ok đâu. Rồi thầy sẽ nói với bọn con là trong trường hợp mà viết theo hai phông chữ, một cái kiểu viết to, một kiểu viết nhỏ, còn đây là kiểu viết bằng nhau. Rồi, và một kiểu chữ bờ mà viết nhỏ, viết to. Đúng không? Có cái kiểu phụ phông chữ như này mà, tức mà có người viết như thế này. Rồi. Thế rồi đến chữ cờ. Rồi đến chữ giờ. Rồi đến chữ đờ. Chơi cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn. Đấy. Nhưng mà trong cái từ viết hoa này thì chữ giờ của nó không viết theo kiểu này đâu, mà nó viết đối xứng lắm con ạ. Thầy sẽ phải sửa lại cho nó đúng là có đối xứng đấy, tại vì nó viết cân đối lắm. Đấy. Nó phải như này này nhá. Đấy. Cái kiểu viết này là viết theo kiểu viết trông cho nó đẹp nhưng lại không đúng kiểu đánh máy đâu. Mà chúng ta tại sao thì lại gọi là cái từ đánh máy? Tại vì chúng ta có cái từ là gì? Từ in hoa chứ không phải là viết bằng tay nhá. Lại phải nhấn mạnh với nhau là in hoa chứ không phải là viết bằng tay. Viết bằng tay thì nó lại hay bị là như thế này đây này. Đấy, tí thì sẽ nói kỹ các đoạn đó. Rồi đến chữ giờ đờ, rồi đến chữ e. Ghi ra đây nhỉ? Có hết được không? 2 4 6 8 rồi. Thế thì ba cột là không hết được đâu. Thế thì chúng ta sẽ viết làm sao mà nó thành bốn bốn cột cho nó hết được. Hai mươi mấy cái chữ này này. E. F. E đi nhá. Chơi cả tiếng Việt mà. E. Rồi. Rồi đến F. F trong trong viết hoa là viết như thế này này.
Thì thấy nó viết bằng nhau như này này. Đấy. G. H. Đấy. Y. G. K. K. L. Rồi. Sang đây. M. N. O. O. Ơ. Đấy. P. Q. R. S. S đấy. Rồi. T. Rồi. U. U. À, không phải U viết thế này đâu. U viết in hoa cơ. U in hoa nó viết như này này một con này. Nó như hình cái thỏi nam châm hình chữ U ấy. Đấy, U đấy. Xong rồi ư. Đấy. Ư. Vờ. W. Trong tiếng Anh đọc W. Tiếng Việt đọc W vì nó hai chữ V ghép vào với nhau. X. Y. Đấy, viết in hoa nó lại viết thế này đấy nha. Thẳng ở giữa. Z. Rồi, ok. Thế đã chép hết ở đây rồi. Chúng ta chịu khó. Đây là kênh tự học và video tự học nên chúng ta sẽ cứ thong thả với nhau thôi. Mà để cho nó hiểu bài. Và chúng ta chốt với nhau thêm là gì? Ở đây là in hoa, tức là không viết tay nhá. Là chúng ta phải xem lấy cái máy tính ấy, lấy cái máy in ra ấy, để mà viết theo phông chữ của máy tính thì chúng ta in ra. Viết ra ngoài, in ra ngoài để xem. Và nó có thể sẽ đậm đậm lên một chút. Thế thì cái này bây giờ thầy sẽ không nhắc lại về tâm đối xứng, trục đối xứng để giảng giải một cách chi tiết nữa vì như vậy nó là quá dài dòng và không cần thiết. Chúng ta đã có video bàn về cái này khá kỹ rồi. Bây giờ là lúc mình làm bài tập thôi. Mình triển khai với cái bảng chữ cái này. Nào bây giờ A thì sao? A thì có tâm không? Có trục không? Thì bây giờ viết thế nào cho nó được nhỉ? Để thầy nghĩ xem nào. Không thì mình sẽ viết là không rồi nhá. Ví dụ như chữ F này này. Thì mình sẽ viết vào đây là không gì. Không gì cả, tức là không có tâm đối xứng và cũng không có trục đối xứng. Được không? Mình liệt kê thôi, còn giải thích thế nào thêm thì ta lại sẽ làm video khác đi cho nó rõ ràng cũng được, còn cái này là không gì. Chốt với nhau về kết quả để bọn con có cái sự tự tin để mà làm bài tập thôi đã. Chữ G cũng thế này. G là không gì cả. Không tâm đối xứng và không trục đối xứng. Thế nhưng chữ A thì mình viết thế nào nhỉ? Nôm na là nó có trục nhưng mà nó không có tâm. Mà ở đây mình đã viết cái gì đây? Trục trước à? Rồi tâm sau à? Vậy mình sẽ bàn về trục rồi tâm nhá. Cái này trục thì có trục. Có trục thì mình ghi trục, được không? Chữ á có trục. Chữ ớ có trục. Không có tâm nhá, không có tâm thì mình sẽ không viết. Được không nào? Trục của nó nằm ở đâu? Trục của nó nằm thẳng giữa. Để thầy tìm cái thước thầy vẽ cho bọn con xem. Cái thước của thầy đâu rồi? Buổi sáng dậy làm viết cho bọn con mà thầy cứ quên không tìm nữa. Là thầy mất cái thước luôn rồi. Ây, bây giờ kẻ bằng tay à? À đây rồi. Nó rơi xuống đất. Nó không ở trên bàn mà nó rơi xuống đất. Đây, trục đối xứng của chữ A là gì? Là thẳng ở giữa. Đấy, trục đối xứng chính giữa. Chia đôi cái chữ A này vào bên trái và bên phải đối xứng với nhau. Chữ Á nhá, vì là cái dấu của chữ Á là nó cũng như thế này đi, mình viết in hoa thì có trục đối xứng ở giữa nhá. Thế tôi sẽ kéo hơi lệch đấy, được chưa? Thì hai bên này sẽ là như nhau, hai bên này như nhau đối xứng. Rồi chữ ớ cũng vậy nha, chữ ớ viết hoa cũng ở giữa, chia đôi ra bên này và bên này đấy. Trục đối xứng là ở giữa, có trục nhưng không có tâm. Thế chữ bờ
Cái chữ bờ này thầy viết bị sai rồi. Đây là kiểu viết tay này. Đây là kiểu viết tay. Viết hoa nhưng mà viết tay. Tại sao? Tại vì cái bụng trên nó nhỏ, bụng dưới nó to. Thì cái trường hợp này là không có cái gì cả. Là trường hợp này là không gì. Con nhớ chưa? Nhưng thực sự là in hoa thì xem kỹ rồi. Nó viết bằng máy tính ấy. Thì chỗ này này. Và cái bụng trên này này. Và cái bụng dưới này này. Là thầy thấy nó làm bằng nhau. Vì vậy cái này nó có trục. Có trục đối xứng bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái đường cắt ngang. Trục đối xứng cắt đôi. Nửa trên và nửa dưới. Giống hệt nhau. Nhá. Có này có trục. Cái chữ cờ. Chữ cờ trong máy tính viết in hoa ấy. Thì nó đúng là nó như thế này này. Đấy, nó cẩn thận, nó phải vẽ đều đều đối đối đẹp đẹp như này này. Thì cái này nó cũng có trục nha, nó có trục bởi vì sao? Bởi vì nó cắt ngang như thế này đó, nó thành nửa trên nửa dưới. Thế chữ giờ này này, chữ giờ này cũng thế, viết in hoa ấy, thì cái bụng này này là nó đều nhau trên dưới. Đấy, cái phần mình khòng khòng phình phình ra đây này, chứ không phải là người ta viết theo kiểu là thế này xong rồi nó lại to trên nhỏ dưới như thế này đâu. Trên to dưới nhỏ thì đây là kiểu viết tay. Viết tay là mình không tính nhá. Còn đúng viết như thế này thì cái này có trục. Bởi vì sao? Bởi vì nó nằm ngang như thế này, chia đôi. Nửa trên nửa dưới giống hệt nhau. Nhá. Mà con cũng phải cân nhắc tùy từng phông chữ. Nếu mà viết xấu, viết lệch hoặc viết theo phông chữ khác đi thì không nói là viết sai nhưng mà viết khác đi. Mà cái trên nó bụng nó to, cái dưới bụng nó nhỏ thì trường hợp này chia đôi ra thì đâu có được đâu. Chia đôi thì phải là không chứ. Bởi vì lửa trên to, lửa dưới nhỏ mà. Không có gì cả. Nhưng cứ khi mà người ta viết được theo cái phông chữ trên mà to, dưới cũng to, giống nhau, đối xứng thì chúng ta phải kết luận trường hợp đó là có, kể cả chữ đờ nhá. Chữ đờ đây này nó có cái gạch ở giữa. Nhưng mà bản thân cái gạch này nó lại nằm ở giữa nên chúng ta cũng có trục đối xứng. Đây, thì cái trục đối xứng nằm chính giữa luôn. Đây, nó đi qua cái gạch của chữ đờ và chia đôi nửa trên nửa dưới. Như vậy, trong cái cột đầu tiên này thì chỉ có cái trường hợp chữ bờ viết tay này này là không có gì thôi. Và chữ đờ viết tay là không có gì, chữ a á ớ bờ cờ giờ đờ đều có trục đối xứng. Nha, nhưng mà mấy cái này không có tâm đối xứng. Thế chữ e thì sao? Chữ e của mình thì viết hoa, viết in hoa thì nó đúng cái hình đẹp như thế này luôn. Thì trường hợp này có trục đối xứng. Trục đối xứng nằm ngang, chia nửa trên nửa dưới và đi qua chính cái gạch ở giữa này, chính giữa của cái gạch ở giữa. Thế chữ E thì sao? Chữ E thì vì bây giờ là nó có thêm cái mũ ở trên mà ở dưới này nó không có nên cái này là không gì cả. Không gì. Nhá. Chữ F cũng không, chữ G cũng không, chữ H thì sao? Chữ H này này, chúng ta sẽ tính nó là một chữ đặc biệt đi. Bởi vì đây là chữ mà có cả tâm đối xứng và trục đối xứng. Đây, thầy vẽ tô đậm đậm lại chút xíu. Được chưa? Thì trục đối xứng là chia đôi như này này. Ôi, chết rồi, vẽ lệch quá. Bên trái bên phải nó không bằng nhau ta. Trục đối xứng này, chia đôi, nửa trái, nửa phải. Xong này, chia đôi, nửa trên, nửa dưới. Mà nó bằng nhau lắm đấy, bằng nhau lắm đấy. Rồi, tâm đối xứng nằm ở chính chỗ này luôn. Như vậy bài này là hai trục. Hai trục, đúng rồi. Và một tâm. Cái chữ hờ nhá, hai trục và một tâm. Rồi, bây giờ đến chữ y. Chữ y này, tô đậm này. Đấy, tô đậm, mà con nhìn đi. Viết in hoa nhá, tức là cái gạch trên với gạch dưới nó bằng nhau đấy. Thì chúng ta sẽ có một trục là thẳng tuột như thế này, chia đôi. Hai nửa trái phải. Một trục cũng ở giữa như này, chia đôi, hai nửa trên dưới. Và tâm đối xứng cũng nằm ở đây luôn. Bọn con thấy không? Tâm đối xứng lại là giao của hai cái trục. Nhá. Hai trục. Một tâm. Ok, chốt chắc. Chữ G nhá. Chữ G này. Tô đậm cho bọn con nhìn này. Chữ G này. Chữ G thì không có gì cả. Tại vì nó có cái móc thò ra. Mà trên này nó không có, bên này nó cũng không có. Như vậy cái này là không gì. Chữ K này. Bọn con nhìn đi. Thầy tô đậm một chút cho bọn con nhìn. Trông cho nó đúng là nó có đi. Chữ K thì phải tô đậm lên chút để trông cho nó giống là mình có nha. Đấy, chữ K. Trục đối xứng đâu? Một trục.
Một trục đây nằm chính đàng chia trên dưới chữ L nhá. Chữ L như này này. Chữ L này là không gì. Rồi, chữ M. Chữ M là một chữ hay ho đặc biệt. Tô đậm thêm xíu để cho bọn con nhìn cho rõ. Chốt chắc với nhau cái chữ này. Đây, chữ M đây. Chữ M. Đấy, bên trái này. Bên phải này, đi xuống này. Cái này là đi xuống nhờ bên trái này. Nhìn thấy chưa? Cái này là gì đây? Trục đối xứng. Thẳng tuột. Chia đôi bên trái bên phải. Thế thôi, không có tâm đối xứng nhá. Một trục. Hết. Chữ N thì sao? Chữ N viết in hoa. Đây, chữ N viết in hoa nó như này đây. Cái nét bên này thì nó giống giống nét bên này. Không có trục đối xứng nha. Nhưng tâm đối xứng nằm ở giữa. Tâm đây này. Tâm ở giữa đây này. Đối xứng nha, bắt chéo bắt chéo bắt chéo nha. Một tâm. Đấy, thầy làm thì thầy chốt là như thế, thầy chữa như thế. Còn nếu bọn con không đồng ý hay là có gì phản biện, có gì thắc mắc thì bọn con cứ viết xuống phần bình luận. Được không nào? Thì chúng ta lại trao đổi với nhau, thảo luận với nhau. Bình thường thì cũng có thể thầy làm sai mà, vì tự dưng hôm đấy nó bị lát chẳng hạn thế. Chứ thầy không cố tình làm sai đâu. Rồi, chữ ô này. Chữ ô viết tròn lắm ấy nhá, không phải viết tay viết méo méo đâu. Đây là viết bằng máy tính. Chữ ô thì sao? Chốt với nhau. Vô số trục và một tâm. Đây là trường hợp vô cùng quan trọng. Gạch vào đây để nhớ. Chữ ô, vô số trục đối xứng bởi vì nó là hình tròn. Hình tròn có vô số trục đối xứng. Bất kỳ một cái đường kính nào cũng là trục đối xứng. Đấy, bất kỳ cái đường kính nào cũng là trục đối xứng. Và tất cả các trục đối xứng thì cắt nhau tại một điểm. Điểm đó là tâm của đường tròn, tâm của hình tròn. Và tâm của hình tròn thì là trục đối xứng của hình tròn. Vậy nó là tâm đối xứng của hình tròn. Là tâm đối xứng của chữ ô. Được chưa? Một tâm. Thế chữ tôi chết đọc chữ ô là sai rồi, từ nãy giờ cứ quen quen đọc cái kiểu kiểu đấy. Đây là chữ o, thì xin lỗi nha, chữ o. Đây chữ ô đây, chữ ô của mình là phải có cái mũ đội đầu cái này, có cái ô che ở trên đầu cái này, người ta mới gọi là chữ ô. Đấy, chữ ô đây nha. Ô có mũ đội đầu, ok chưa? Và vì nó có cái mũ đội đầu nên chúng ta chỉ có một trục và không tâm. Đây, một trục đây. Thẳng từ trên xuống dưới, chia nửa trái nửa phải bởi vì nó phải bằng nhau y hệt hai bên. Hai bên. Nhưng không có tâm nhá. Đây, chỉ có một cái trục thẳng tuột thế này thôi, không có tâm. Rồi xong, chữ ơ thì sao? Chữ ơ thì về cơ bản là cái chữ o này này nó rất là tròn đều đối xứng rồi, nhưng tự dưng lại mọc thêm cái râu. Thế là thành ra cái này là không gì. Mọc một râu thì đâu có được, phải mọc hai râu. Còn nếu một râu thì râu đấy phải là râu đối xứng nằm ở giữa thì nó mới được. Nó giống chữ ô này này, tự dưng nó thòi ra cái mũ, thì cái mũ này phải nằm ở giữa và đối xứng thì mọi thứ lại vẫn ok là có trục. Nhưng tự dưng thòi ra cái râu này thì không có gì cả. Rồi chữ p. Chữ p của mình. Thôi vì nó không có gì cả thì viết nhanh thôi, không phải giải thích gì cả. Chữ p này là chả có gì cả. Không gì. Chữ q hay chữ q. Đấy thì nó lại có thêm cái râu này, cái này móc này. Vậy nó cũng không gì. Thế chữ r. Chữ R thì tất nhiên là không gì rồi. Tại vì nó phù phẩm cái này đâu có được. Trên thì có bụng mà dưới thì có chân. Vậy cái này cũng là không gì. Thế còn chữ S. Ok, chữ S này rất là đối xứng. Nhưng đừng nhầm tưởng về trục nhá. Không có trục đối xứng đâu. Chỉ có một tâm đối xứng ở giữa này thôi. Không. Không là phải viết số 0 đi cho nó rõ đi. Tức là không, số 0 tức là không trục vậy. Không trục. Nhưng mà một tâm nhá, một tâm đối xứng ở chính giữa, được không? In hoa. Rồi tiếp tục chữ tờ. Chữ tờ của mình là cái chữ mà phải viết đẹp đẹp, đối xứng, thẳng thẳng, đứng nghiêm túc như này này. Đấy, chữ tờ như này nha. Được chưa? Cái này là gì? Một trục và không tâm. Nó không có tâm đối xứng đâu. Nó chỉ có một cái trục là chia đôi thế này ra. Nửa bên trái, nửa bên phải. Rồi chữ U nhá. Chữ U viết đẹp, đối xứng như hình, gọi là hình chữ U đây này. Như cái thỏi nam châm trong vật lý mà bọn con có đã từng nhìn thấy chưa? Thì bài này là gì? Một trục và không tâm. Một trục là nằm chính giữa như thế này này. Đấy. Chia đôi ra, hai nửa trái phải. Thế chữ Ư thì bây giờ lại không được rồi. Chữ Ư tự dưng lại mọc thêm cái râu. Cái này là không gì cả. Nhá.
chữ V thì đúng rồi, phải viết đối xứng như thế này, đẹp đẽ như thế này, cân đối như thế này, hai bên như nhau, một trục và không tâm. Một trục là chia đôi như thế này này. Đó. Thế rồi chữ V, à chữ V ghép hay chữ W trong tiếng Anh thì đây. Đấy, đối xứng không? Cân đối không? Hai bên trái phải không? Cái này một trục và không tâm. Nhá, một trục thẳng tuột chia đôi bên trái phải. Rồi chữ X viết hoa, viết in hoa, không phải nửa trên to, nửa trên dài, nửa dưới ngắn đâu, mà là nó đều nhau lắm, đối xứng nhau lắm, chữ X cân đối lắm. Đấy, chúng ta phải chỉnh lại với nhau một tí để cho nó cân đối, để mình làm chốt theo kiểu in hoa. Đấy, như thế này, được không? Xem nào. Một chục, hai chục. Ok, một tâm. Rồi, cái này. Hai chục, một tâm. Đấy, đây. Thẳng xuống chia đôi này. Chia đôi này. Tâm này. Cứ hai chục thì có một tâm, hai chục thì có một tâm. Nhiều chục thì cũng có một tâm, hai chục thì có một tâm. Đấy, ok chưa? Ta lại để ý thấy là cứ hai chục thì phải có tâm đấy. Chữ Y này, chữ Y nhá, nó thành cái nhánh này, hình ngã ba đường này. Đấy, thẳng ở giữa nhá. Trong sách, trong máy tính và trong cái bộ chữ in hoa này, thầy thấy là cái chữ Y này nó ở ngã ba đường mà giữa lắm đấy. Cái này là một trục và không tâm. Một trục đó là một trục chia đôi như này này, thẳng tuột ở giữa như thế này luôn, chia đôi ra một trục. Thế còn chữ Z này, chữ Z thì lại có một cái chữ, một cái điểm ở giữa đây này, đó là không trục nhưng mà một tâm. Tâm đấy chính nằm ở giữa, nó đối xứng, đầu này thì đối xứng sang đầu này, mà đầu này thì đối xứng xuống đây, đây thì đối xứng qua đây xuống đây, đối xứng, đối xứng, đối xứng. Rồi xong hết tất cả bảng chữ cái, mà giải thích ngắn gọn đơn giản chứ không giải thích lòng vòng cầu kỳ nữa. Còn nếu chúng ta thích giải thích vòng vèo cầu kỳ thì hôm nào thầy sẽ lại nhặt những cái chỗ mà có trục có tâm thì viết ra cho bọn con thì giải thích thêm nào. Thôi thế này cũng là kỹ rồi nhá.